Chương 503, trở lại đã từng gia, sao có cảm giác dẫn theo một con trai lớn, rõ ràng Jiro Harayama chủ nhỏ hơn Cố Hề Hề 1-2 tuổi, nhưng ánh mặt Jiro Harayama này nhìn Cố Hề Hề lại có cảm giác con trai nhìn mẹ, không có cách, mấy ngày nay, Cố Hề Hề dùng tài đánh cờ của mình hoàn toàn hung hãn đạp lên, sự kiêu ngạo và cảm giác ưu việt của Jiro Harayama dưới chân, nghiền nát, xưa nay không ai không phục Jiro Harayama. Tự nhận IQ của mình hơn hẳn mọi người, luôn là, dáng vẻ cao cao tại thượng, khi anh ta nghe gen của Cố Hề Hề là kiểu anh ta mới thấy trong loài người, còn kiêu ngạo lấy máu của đối phương phối hợp với máu mình tạo ra một sinh mạng, là đối phương đã tu luyện 8 đời mới có phút này, vậy mà giờ phút này, Cố Hề Hề, Hề Hề nữ thần Hề Hề Mama, tôi nghĩ ra một cách giải cờ, cô có muốn thử một chút không? Lần này danh dự của Jiro Harayama đã hoàn toàn mất sạch. Hề Hề tiện tay đặt con cờ xuống, căn bản không thèm nhìn cậu ta, cô và Doãn Tư Thần tiếp tục thương lượng chuyện đến Bắc Kinh, đúng lúc mấy ngày nay công ty khai trương thuận lợi, ý của Nhược Na là, mặc dù tỷ lệ chiếm thị trường thành phố N làm của riêng không lớn, nhưng có thể mở thêm một thị trường, không lâu nữa, Bắc Kinh sẽ có hội giao lưu văn hóa, một giáo sư cũng phải đại diện trường học đi tham gia, Nhược Na không yên tâm một giáo sư nên cũng muốn đi theo, chúng em muốn đến Bắc Kinh. Một mặt tìm hiểu học thuật, một mặt thuận tiện phổ biến rộng rãi mỹ phẩm. Đúng rồi, có phải anh có một ít gia sản không? Lòng Cố Hề Hề, trong nháy mắt nặng nề. Trước kia tình cảm đối với hai đứa bé, nghiêng về yêu thích con hơn. Còn hiện tại, đầy trách nhiệm, đó là con cô, đó là con trai mà cô dùng tính mạng của mình bảo vệ. Dạ, Cố Miểu vô cùng trịnh trọng gật đầu. Mẹ, mẹ rốt cuộc trở lại rồi, đây mới thật sự là mẹ. Mẹ thật sự trở lại rồi, mình không phải là đứa bé không ai cần nữa, Doãn Ngự Hàm chán ghét nói, mẹ, con cũng cùng họ với mẹ đi, đứa bé này, rõ ràng chỉ có 4 tuổi, mà đã hiểu chuyện như vậy, biết khiêm nhường, nhưng cũng khiến người ta đau lòng, Cố Hề Hề ôm Cố Miểu vào ngực, con trai của mẹ, thấy mẹ trở lại, không muốn cho mẹ ôm một cái sao, trong mắt màu đỏ của Cố Miểu càng thêm ướt át, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Không khống chế thân thể mình được nữa, ôm lấy cổ Cố Hề Hề nghẹn ngào mở miệng, mẹ, Cố Miểu, con mang họ của mẹ, không được làm mẹ mất mặt nha, thanh âm Cố Hề Hề mềm nhũn, không nhịn được liền hôn lên khuôn mặt nhỏ bé mềm mại của con trai, ừ, mặt của con trai thật là thơm, đó là trụ cột tinh thần của cô, là động lực nửa đời sau của cô, Cố Hề Hề lập tức ngồi xuống, ôm bọn nhỏ vào ngực, Cố Miểu cố ý chậm một bước, cho Doãn Ngự Hàm vọt vào ngực Cố Hề Hề trước mới từ từ đi tới, Cố Hề Hề thấy Cố Miểu, đáy mắt thoáng qua một chút đau lòng, 3 năm, không nghĩ tới mình còn có thể lấy thân phận Cố Hề Hề, đứng ở chỗ này một lần nữa, nghênh đón tất cả quá khứ, mẹ, hai thanh âm êm ái nhất thời hấp dẫn sự chú ý của Cố Hề Hề, tầm mắt nhìn sang, thấy Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu mặc lễ phục nhỏ đẹp, cầm hoa tươi chạy tới cô, Doãn Tư Thần cười gật đầu, được, em muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, 3 năm qua, anh cũng không nhàn rỗi, tài sản bên Bắc Kinh, em muốn dùng bao nhiêu thì dùng, chồng em cho dù thiếu cái gì, cũng không thiếu tiền, Cố Hề Hề hài lòng cười, vậy thì tốt quá, Tử Huyên cũng đến Bắc Kinh, có tiền và bạn, còn buồn cái gì, quyết định như vậy đi, máy bay đáp xuống sân bay thành phố N, thời điểm Cố Hề Hề đứng trên mảnh đất này một lần nữa, luôn cảm thấy thổn thức, hừ, bé sẽ không nói bé ghen tị với anh đâu, Doãn Tư Thần đứng ở một bên, con trai, họ Doãn chúng ta, khiến người ta chê cười vậy sao, không được, Cố Hề Hề cố ý bóp chót mũi Doãn Ngự Hàm, con tinh nghịch như vậy, giống như cha con, Cố Miểu giống mẹ, điềm tĩnh, Doãn Ngự Hàm ai oán nhìn cha mình, còn không phải mình tinh nghịch theo di truyền của cha sao, quản gia vui vẻ đi tới, cười ha hả nói, đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, đã chuẩn bị xong, chúng ta về nhà đi, thiếu phu nhân rốt cuộc trở lại, quá tốt, người một nhà rốt cuộc được đoàn viên rồi, Doãn Tư Thần cũng rất vui vẻ, vừa muốn gật đầu, nhưng Cố Hề Hề nhằn nhạt cười nói, không được, tôi không thể đi theo tham gia náo nhiệt, dù sao tôi và Tư Thần đã ly dị, Cố Hề Hề đứng thẳng người, nhìn Doãn Tư Thần, mặc dù em đã nhớ lại tất cả, nhưng em và anh đã chính thức ký tên ly dị, nếu muốn ở cùng em, phải cố gắng để người nhà em gật đầu đồng ý đi. Dĩ nhiên, cho dù chúng ta ly dị, em cũng có quyền gặp bọn nhỏ, có phải không, quản gia, thiếu phu nhân thật có khí thế, hoàn toàn khác 3 năm trước,
Doãn Tư Thần suy nghĩ một lát, cũng hiểu ý Cố Hề Hề, lần này kết hôn, không thể hấp tấp như 3 năm trước, anh phải cho Cố Hề Hề một màn cầu hôn và hôn lễ hoàn mỹ nhất, anh phải cho cô toàn bộ thế giới được, vậy em về biệt thự nghỉ ngơi trước đi. Doãn Tư Thần quyến luyến không thôi nói, con muốn ở cùng mẹ. Doãn Ngự Hàm, vội vàng chen miệng, gần đây bà nội và bà cố rất bận, ở nhà rất chán, chúng con muốn ở cùng mẹ. Doãn Tư Thần trợn mắt nhìn hai đứa bé nghịch ngợm, muốn quấy rầy không gian ngọt ngào của anh sao? Không đợi Doãn Tư Thần cự tuyệt, Cố Miếu chậm rãi nói, theo nghiên cứu, đứa bé thường xuyên ở cùng mẹ, sẽ tăng TQ và EQ, EQ, Emotional Quotient, chỉ số cảm xúc. Nghe Cố Miểu nói, Cố Hề Hề phối hợp, được, hai con ở cùng mẹ, mẹ có tiền, mẹ có thể nuôi hai con. Cố Hề Hề dẫn hai đứa bé, quyến luyến tạm biệt Doãn Tư Thần, ngồi xe đến biệt thự. Thời điểm đến cửa biệt thự, Thím Trương và quản gia dẫn nữ giúp việc ra cửa biệt thự chờ nghênh đón, mũi Cố Hề Hề chua xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, đã biết cậu sẽ đi. Mộc Nhược Na hung hăng trừng Cố Hề Hề, mình đã nói với ba mình, chúng ta cùng đi. Cố Hề Hề cười gật đầu, trên kệ trong phòng khách, trưng bày đồ chơi trẻ con, được lau sạch sẽ, thật sự vẫn như trước vậy, vậy còn có thời gian yêu thương sao, cho nên, phải diệt trừ nguy cơ này, cho nên, Cố Hề Hề vô cùng sáng suốt không mở miệng. Lúc này, Jiro Harayama mới tiếc nuối nhìn Cố Hề Hề, quyến luyến không thôi đến nhà Harayama tiên sinh chuẩn bị, Cố Hề Hề bất đắc dĩ nhìn Mộc Nhược Na, cũng không nói gì, giang hai tay ra. Thấy nụ cười quen thuộc của Cố Hề Hề, hốc mắt Mộc Nhược Na đỏ hoe, tiến lên ôm lấy Cố Hề Hề, oán trách nói, em đẹp nói yêu đương, sao cũng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Từ từ xuống xe, Cố Hề Hề nghiêng đầu nhìn, tất cả ở nơi này đều như 3 năm trước, bố trí cũng không thay đổi. Vào cửa nhà, vị trí cửa, nơi để giày, giống như đúc lúc cô rời đi, đúng thế, vốn chỉ nói yêu đương, kết quả không chỉ tham gia một cuộc tranh tài nghệ thuật uống trà, còn trải qua một lần động đất, một lần sóng thần, còn có một trận đuổi giết, còn dẫn theo người về, cậu không sao là tốt rồi, tốt rồi. Mộc Nhược Na dùng sức ôm lấy Cố Hề Hề, bị cậu hù chết, trừ có thêm hai con trai. Xe vừa dừng lại, Thím Trương tới chào hỏi trước, thiếu phu nhân, cô đã về, không phải mình khỏe mạnh trở về rồi sao? Cố Hề Hề nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Mộc Nhược Na, cảm ơn cậu hai năm qua không bỏ mình, hừ. Một nữ vương cao ngạo đáp lại một tiếng, 3 năm, cô rốt cuộc đã trở lại, tất cả vẫn như cũ, tất cả dường như không hề thay đổi, Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nhất thời hưng phấn vỗ tay. Lúc này, Jiro Harayama bị xem như vô hình sâu kín lên tiếng, còn tôi ở đâu, xem như cậu có lương tâm, Nhược Na, định khi nào đi Bắc Kinh. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na nói chuyện cũ xong, chuyển đề tài, lần này mình cũng định đi Bắc Kinh một chuyến. Muốn quật khởi Vân gia, trường hợp giao lưu văn hóa quan trọng như vậy, mình không thể bỏ qua. Cố Hề Hề không nhìn, cũng không biết nhà còn có phòng khách hay không, cho nên cũng không tỏ thái độ. Trên thực tế, cô cũng không muốn cho người lạ vào nhà mình, cô muốn an tĩnh trao đổi tình cảm với hai con trai ngoan, bên cạnh thỉnh thoảng có người tìm mình đánh cờ, rất khó khăn, chỉ 6 chữ đơn giản, giống như trước vậy. Cố Hề Hề cố nén nước mắt, gật đầu với Thím Trương, Thím Trương, tôi đã về. Bên ngoài vang lên tiếng xe thắng gấp, thanh âm Mộc Nhược Na từ ngoài cửa truyền vào, Cố Hề Hề, cậu đồ khốn kiếp, về nước cũng không nói với mình một tiếng, có biết mình rất lo cho cậu không? Thanh âm Mộc Nhược Na đi đôi với cửa mở ra, ngăn ngược đi vào, cho dù không phải tình địch, cũng không thể cho một người đàn ông ở cách vách Hề Hề, có được không? Chỉ cần anh ta xuất hiện, nhất định lập tức quấn lấy Hề Hề đánh cờ với anh ta, xin lỗi, nhà không còn phòng khách. Doãn Tư Thần không chút khách sáo nói, đùa giỡn cái gì à, nhưng cậu nói thật với mình đi, lần này cậu khôi phục trí nhớ, có tính toán gì không? Mộc Nhược Na vẫn không chịu buông tha đề tài này, cậu đi Bắc Kinh, cho Vân gia tiến vào văn hóa thế giới một lần nữa, chuyện này dễ hiểu, nhưng Vân gia quật khởi càng nhanh, e là hôn ước giữa cậu và Mạc Tử Hân cũng phải tiến hành sớm đúng không? Cậu khôi phục trí nhớ, giữa Mạc Tử Hân và Doãn Tư Thần, cậu nên lựa chọn thế nào đây? Cố Hề Hề cũng không muốn gạt Mộc Nhược Na, nói toàn bộ những lời Doãn Tư Thần nói với mình cho Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na run rẩy trong chốc lát, mới chậm rãi nói, vậy cậu biết giao lưu văn hóa lần này là ai làm chủ không? Là Mạc gia, chương 504, người xưa gặp lại. Mộc Nhược Na nói,
làm Cố Hề Hề hung hăng kinh ngạc một chút. Ngươi nha, liền tính ngươi vẫn luôn ở nước ngoài, ngươi tốt xấu hỏi thăm Mặc phu nhân được không? Mộc Nhược Na nhìn đến Cố Hề Hề biểu tình liền biết Cố Hề Hề này 3 năm thật là hạt mù. Bá mẫu Cố Hề Hề vẫn là có điểm ngạc nhiên, năm nay mùa xuân, Mặc phu nhân đã chính thức nhậm chức y tỉnh văn hóa thính thính trưởng, hơn nữa lần này văn hóa giao lưu hội tổ chức, kỳ thật chính là vì cấp Vân gia lót đường. Mộc Nhược Na than nhẹ một tiếng, Mặc gia đã gấp không chờ nổi tưởng đem ngươi cưới vào cửa a, ngươi nói ngươi cùng Mặc gia người quan hệ không phải thực tốt sao, ngươi sẽ không rõ ràng lắm đi. Cố Hề Hề há to miệng, nửa ngày không nói gì, nghe được Mộc Nhược Na hỏi như vậy, lúc này mới chậm rãi trả lời nói, ta đã 3 năm không về nước nội, hơn nữa, ngày lễ ngày Tết, ta cũng chỉ là internet chúc Tết, không có tự mình đi chúc Tết quá a, bất quá, ngươi nói như vậy nói, lần này đi Đế Đô, chẳng phải là muốn gặp đến nàng, ngươi cuối cùng phản ứng lại đây. Mộc Nhược Na duỗi tay một chút Cố Hề Hề cái trán, tưởng hảo như thế nào đối mặt nàng, nói cách khác, đến lúc đó liền thật sự quá xấu hổ. Xác thật là có điểm a, Cố Hề Hề có điểm bất đắc dĩ, Mặc gia muốn đẩy Vân gia, với ta mà nói cũng là chuyện tốt a, chính là cảm thấy có điểm. Hai người đang nói chuyện, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu từ thang lầu thượng nhảy nhót xuống dưới, mẹ nuôi, hai đứa nhỏ một tả một hữu vây quanh Mộc Nhược Na chào hỏi, mẹ nuôi đi Đế Đô cũng mang lên chúng ta đi, không thể nga. Mộc Nhược Na cười tủm tỉm trả lời nói, mẹ nuôi lần này đi Đế Đô là muốn bồi các ngươi làm ông ngoại làm việc lạp, không thể mang các ngươi đi ngay, trở về sau mẹ nuôi mang các ngươi đơn độc đi chơi được không? Cố Hề Hề một tay một cái đem hai cái nhi tử kéo lại đây, đưa cho Trương Thẩm, dẫn bọn hắn đi làm bài tập, trong chốc lát ta muốn kiểm tra. Doãn Ngự Hàm vẽ mặt nước mắt a, Cố Miểu vẽ mặt tiếc nuối a, Mộc Nhược Na còn phải đi về chuẩn bị đi Đế Đô sự tình, bởi vậy không có lưu lại ăn cơm, Hàn Huyên nói mấy câu liền vội vàng rời đi. Một giáo thụ lần này đi Đế Đô, chính là mang theo chính mình học thuật thành quả đi, thân là một giáo thụ ngoan nữ nhi, lão ba như vậy chuyện quan trọng, đương nhiên là muốn toàn bộ hành trình cùng đi hiệp trợ, hơn nữa lần này đi Đế Đô còn muốn mở rộng chính mình công ty, à, sự tình thật nhiều à. Mộc Nhược Na rời đi trong chốc lát lúc sau, Mặc Tử Huyên cũng tới điện thoại, cùng Mộc Nhược Na giống nhau, cường điệu cái này văn hóa giao lưu hội, hơn nữa thần bí Hề Hề đối Cố Hề Hề nói, ta mẹ nói, ngươi muốn đi Đế Đô, nàng cho ngươi mang theo một phần đại lễ, cái này đại lễ, liền ta cũng chưa phần, liền cho ngươi lưu trữ đâu. Cố Hề Hề đáy lòng một trận áy náy, Tử Huyên, ta có thể cự tuyệt sao, đừng hỏi ta, ta không quyền lợi trả lời vấn đề này. Trong điện thoại Mặc Tử Huyên lập tức nói, ai kêu ngươi là nhà của chúng ta trên dưới nhất trí đều nhận định người đâu ai, có thể làm ta cái kia hung thần ác sát gia gia gật đầu tán thành. Có thể làm ta cái kia bắt bẻ thân mụ thích, Hề Hề, trên thế giới này cũng chính là ngươi không ai. Cố Hề Hề nhịn không được khẽ cười một tiếng, đừng như vậy nói, càng nói trong lòng ta gánh nặng càng lớn, ngươi cũng là có điều gọi hôn ước, hai ta nhất có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị a. Cũng đúng vậy, Mặc Tử Huyên đi theo u oán nói, ta hiện tại đều ở oán trách bọn họ, lúc ấy như thế nào liền khai như vậy cái vui đùa cảnh dung tên hỗn đảng kia tiểu tử ẻo lả. Thế nhưng cầm lông gà đương lệnh tiễn, thật đúng là bãi hạ trận thế cầu hôn, ta xấu hổ chứng đều phải phạm vào hảo sao, ha 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 ha. Cố Hề Hề phi thường không phúc hậu cười lên tiếng âm, cảnh dung là định cư Anh quốc cái kia quý công tử sao? Cố Hề Hề cười xong mới tiếp tục hỏi, trước kia nàng chỉ biết là Mặc Tử Huyên có cái vị hôn phu ở Anh quốc, vẫn là cái quý tộc, nhưng là cụ thể gọi là gì, thật đúng là không hỏi qua. Ân, Mặc Tử Huyên tiếp tục ở buồn bực, hảo. Không nói hắn, lần này văn hóa giao lưu hội ta cùng ta ca cũng sẽ đi nga, ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón ta mẹ nó ôn nhu lửa đạn đi. Treo điện thoại, Cố Hề Hề lúc này mới hít sâu một hơi, dọn về gia trụ tin tức, thực mau đã bị rất nhiều người đã biết, ngoại giới mọi người nhìn kỹ liền biết, đây là Doãn đại thiếu nãi nãi về nhà, những cái đó ngo ngoe rụt rịch tưởng tiếng Doãn gia nhóm các nữ nhân, mỗi người không thể không tắt cái này ý niệm, thật sự là không cam lòng. Liền đem ánh mắt chăm chú vào Doãn gia nhị thiếu gia Doãn Tư Dược trên người, tuy rằng Doãn Tư Dược cùng Doãn Tư Thần kém một cái vũ trụ khoảng cách, tốt xấu cũng là Doãn gia người a, huống hồ Doãn Tư Dược có Doãn Hạo gen, đó là mỹ nam tử một cái, bởi vậy, gần nhất Doãn Tư Dược giá thị trường tự hồ không tồi bộ dáng, gần nhất mấy cái yến hội, bởi vì Doãn Tư Thần xa ở Nhật Bản, cho nên đều là Doãn Tư Dược đại biểu Doãn gia tham dự, đảo cũng là thu hoạch không ít ưu ái.
Hôm nay, Cố Hề Hề lái xe đi công ty, chuẩn bị nhìn xem vận tác tình huống, vừa mới đến công ty dưới lầu, còn không có tới kịp dừng xe, liền nhìn đến Doãn Tư Dược mở ra một chiếc màu đỏ hoa sen siêu chạy, trên xe còn mang theo một cái dung nhan tinh xảo nữ hài tử, hai chiếc xe liền như vậy hoa lệ lệ gặp được. Doãn Tư Dược nhìn đến Cố Hề Hề, dưới chân một cái phanh lại, gắt gao đinh ở tại chỗ. Hề đại 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 tổ Doãn Tư Dược lâm thời sửa lại khẩu, hắn tuy rằng biết Cố Hề Hề đã khôi phục ký ức, chính là hắn vẫn là thực hoài niệm cái kia ở nông thôn ruộng lúa mạch nghe hắn nói tâm sự cầu nhau bộ dáng. Cố Hề Hề không có sửa đúng Doãn Tư Dược xưng hô, chỉ là hướng về phía Doãn Tư Dược gật gật đầu, bồi bạn gái đi dạo phố. Không, không phải Doãn Tư Dược theo bản năng liền phủ nhận, không phải bạn gái, chỉ là bằng hữu bình thường. Trên xe nữ hài tử sắc mặt quả nhiên hơi đổi, chính là xét thấy Cố Hề Hề thân phận cùng địa vị, đều không phải nàng có thể xen vào, bởi vậy chỉ là sắc mặt xanh mét nhìn, lại không nói gì thêm lời nói. Ngươi trước xuống xe, ta cùng đại tổ có chuyện muốn nói. Doãn Tư Dược càng là trực tiếp, đem trên xe mỹ nữ trực tiếp cấp đuổi xuống xe. Mỹ nữ oán hận nhìn thoáng qua Doãn Tư Dược, lại không dám cãi lời Doãn Tư Dược ý tứ, xoay người xuống xe liền đi rồi. Cố Hề Hề nghe được Doãn Tư Dược cùng chính mình có chuyện nói, tức khắc nâng nâng cầm nói, đi dừng xe đi. Cố Hề Hề dẫn đầu đình hảo xe, xuống xe liền nhìn đến Doãn Tư Dược đã đứng ở một bên, mắt trong mong chờ nàng. Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng, nàng khôi phục ký ức, tự nhiên liền nhớ rõ Doãn Tư Dược sở hữu sự tình. Nàng cũng không có quên ở ruộng lúa mạch bên cạnh cái kia bàng hoàng bất lực thanh niên, chỉ là tổng cảm thấy chuyện này, xác thật có điểm hài kịch hóa. Ăn cơm sau Cố Hề Hề cầm tay bao đi phía trước đi, Doãn Tư Dược đi theo phía sau, cùng nhau ăn cái cơm sáng đi. Doãn Tư Dược nơi nào sẽ cự tuyệt, nhắm mắt theo đuôi đi theo Cố Hề Hề liền thượng nhà ăn. Đại tổ, ngươi chừng nào thì hồi Doãn gia? Doãn Tư Dược ánh mắt có điểm trốn tránh, không dám nhìn Cố Hề Hề. Không vội, Cố Hề Hề cười cười, hiện tại không phải thời điểm, tưởng thiếu hôm nay còn nhắc tới quá ngươi, nói là ngươi từ Nhật Bản trở về, cũng không hảo hảo cho ngươi áp áp kinh. Doãn Tư Dược do dự nói, kỳ thật ta cũng là ý tứ này, cảm ơn ngươi lần trước giúp ta, ta đều không có hảo hảo cảm ơn ngươi. Ngươi là nói mà anh sự tình? Cố Hề Hề phản ứng lại đây, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Doãn gia vốn dĩ chính là muốn mời rất nhiều công nhân, mà anh số tuổi cũng không lớn, cũng không vào đại học, đi ra ngoài tìm công tác chưa chắc có thể tìm được thích hợp vừa lòng, làm nàng ở ngươi dưới mí mắt công tác, ngươi cũng yên tâm. Cái này nữ hài tử không tồi, hảo hảo nỗ lực công tác, về sau Doãn gia cũng sẽ không bạc đãi nàng. Rốt cuộc nàng họ Mã, cùng ngươi tuy rằng là huynh muội, chính là ở Doãn gia, nàng cũng không phải là bị thừa nhận. Ta đều biết. Doãn Tư Dược theo bản năng cắn cắn môi, ta biết ngươi là tốt với ta. Cố Hề Hề đột nhiên cảm thấy chính mình cùng cái này chú em thật đúng là không có gì lời nói, nhưng Liêu A chính mình cùng Tưởng Dật Hải còn có thể tâm sự hoa cỏ, tâm sự kinh tế. Cùng cái này chú em hắn giống như thực câu thúc, thực mất tự nhiên bộ dáng, chính mình có như vậy đáng sợ. Ta ăn xong rồi, ta đi trước đi làm, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại đi. Cố Hề Hề tốc chiến tốc thắng. Doãn Tư Dược hoảng loạn gật gật đầu, ân, hảo. Cố Hề Hề cười cười, duỗi tay vỗ vỗ Doãn Tư Dược bả vai, hảo hảo nỗ lực, ngươi rốt cuộc họ Doãn, chúng ta chung quy là người một nhà. Nói xong câu đó, Cố Hề Hề liền xoay người rời đi. Doãn Tư Dược ngốc lăng tại chỗ, nhìn chính mình bị chụp quá bả vai, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Ngay sau đó, một tiếng cười khổ, có lẽ, có thể được đến nàng tán thành, cũng là chính mình một loại thành công đi. Giờ này khắc này, Doãn gia đại trạch, Mã Anh đứng xa xa nhìn kia hân trường như ngọc thân ảnh, từ xa tới gần, kia tuấn dật tà mị dung nhan, dần dần ở tầm mắt bên trong rõ ràng phóng đại. Mà anh chỉ cảm thấy chính mình tim đập càng lúc càng nhanh. Doãn Tư Thần một bên đi phía trước đi, một bên nghe bên người trợ lý dựa theo trình tự hội báo trong khoảng thời gian này không ở nhà các loại số liệu cùng tình báo. Đi đến chỗ ngoặt vị trí, Doãn Tư Thần nhạy bén nhận thấy được có một đạo tầm mắt ở rình coi chính mình, nháy mắt dừng lại bước chân, hướng tới Mà anh phương hướng nhìn lại đây. Mà anh lập tức lắc mình né tránh, duỗi tay che lại trái tim vị trí, nơi đó, bang bang thẳng nhảy. Nàng không nghĩ tới hắn nhạy bén cảm giác như thế lợi hại, cách như vậy xa, hắn đều có thể cảm giác đến, hảo nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Làm sao vậy? Tổng tài trợ lý Tiểu F nhịn không được hỏi, không đúng chỗ nào sao? Không có, ngươi tiếp tục nói. Doãn Tư Thần thu hồi tầm mắt,
trên thế giới này, đối hắn cảm thấy hứng thú nữ nhân nhiều đi, chỉ tiếc, hắn trừ bỏ đối Hề Hề cảm thấy hứng thú ở ngoài, mặt khác nữ nhân đều không có hứng thú. Trợ lý Tiểu F tiếp tục hội báo công tác, thuận tiện ký lục tổng tài mệnh lệnh, chờ Doãn Tư Thần đoàn người sau khi rời khỏi, Mã Anh Anh lúc này mới thật cẩn thận từ trong một góc lắc mình đi ra. Mã Anh Anh cắn môi si ngốc nhìn Doãn Tư Thần bóng dáng, cơ hồ là muốn xem ngây ngốc. Từ Doãn lão phu nhân 80 đại thọ tới nay, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đối với Doãn Tư Thần ảnh chụp phát ngốc. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy kinh diễm bừa bãi nam nhân, vừa thấy khó quên, tái kiến khuynh tâm. Mã Anh Anh biết rõ chính mình không xứng với như vậy nam nhân, chính là như cũ vô pháp ngăn cản nàng kia thiêu thân lao đầu vào lửa yêu thầm tâm. Nếu ông trời có thể cái nàng một lần cơ hội, nàng nguyện ý dùng hết thảy đại giới đổi lấy, cùng hắn một chỗ cơ hội, cho dù là một đêm, nàng cũng biết đủ. Chương 505, cởi bỏ cái kia ngực đáp, Cố Hề Hề tới rồi văn phòng, toàn bộ công ty công nhân nhìn đến nàng, các loại tất cung tất kính, so đại lão bản Mộc Nhược Na còn muốn cung kính ba phần. Liền ở phía trước mấy ngày, công ty chính thức khai trương thời điểm, Cố Hề Hề chức vị đã chính thức thăng chức xác định vì đang ni đồ trang điểm công ty hữu hạn tổng giám đốc, cho nên, hôm nay là cái này hữu danh vô thực tổng giám đốc ngày đầu tiên chính thức đi làm nhật tử. Cố Tổng, một cái mang theo kính đen một thân màu đen chức nghiệp bộ váy nữ nhân ôm folder lại đây, Mộc Tổng phân phó, mấy ngày nay văn kiện đều từ ngài ký tên, này đó văn kiện là về đang ni công ty tiến vào chiếm giữ đế đô thành lập công ty con văn kiện, thỉnh ngài ký tên. Này liền thành lập công ty còn, nếu na tốc độ có phải hay không cũng quá nhanh chút, tổng công ty mới khai trương mấy ngày công ty con ngay sau đó liền phải thành lập, có thể hay không hành a nếu na, Cố Hề Hề bán tính bán nghi tiếp nhận văn kiện, đọc nhanh như gió tốc độ đảo qua, đương nàng nhìn đến bổn nguyệt tài vụ báo biểu thời điểm, ánh mắt nháy mắt một ngưng, ân tân tăng đầu tư đây là ai, bí thư thái độ càng thêm cung kính, là ở ngài danh nghĩa a, có ý tứ gì Cố Hề Hề càng thêm không rõ. Đang ni công ty nàng nhưng không đầu bao nhiêu tiền tiến vào lúc ấy Mộc Nhược Na cấp chính mình cổ phần, căn bản là hữu nghị cổ phần, Doãn phu nhân chú tư một số tiền, là dừng ở ngài danh nghĩa, bí thư giải thích nói, đáy mắt giấu không được hâm mộ, đều đã ly hôn, còn có thể làm bà bà như vậy đối đãi, đây là thiên hạ các nữ nhân đều hâm mộ tồn tại đi cái gì Cố Hề Hề càng thêm không rõ, tháng này kỹ càng tỉ mỉ tài vụ báo biểu cho ta xem một chút, biểu ghi nợ vay vốn, tăng giảm biểu, tăng giá trị tài sản thuế nộp thuế trình báo biểu đều không cần rơi xuống, là, Cố Tổng, bí thư thực mau xoay người rời đi, Cố Hề Hề còn đang ngẩn người, Doãn phu nhân như thế nào sẽ đột nhiên chú tư hơn nữa vẫn là như vậy một tuyệt bút tiền hơn nữa vẫn là ở chính mình danh nghĩa đây là mấy cái ý tứ thực mau, bí thư đem tài vụ bộ bổn nguyệt báo biểu đều mang lại đây, tuy rằng Cố Hề Hề không phải tài vụ chuyên nghiệp tốt nghiệp, chính là nàng cùng Doãn Tư Thần nhận thức phía trước. Kia chính là cái gì bộ môn báo biểu đều đã làm a hơn nữa đang ni công ty tân thành lập, tuy rằng thí buôn bán một đoạn thời gian đoạn, báo biểu cũng không có gì quá nhiều hơi nước, bởi vậy, Cố Hề Hề liếc mắt một cái cũng liền xem đã hiểu, gần nhất trong khoảng thời gian này, vài bút từ kim rót vào, công ty nguyên thủy tư bản đã phiên vài cái phiên, khó trách Mộc Nhược Na dám đi đế đô khai cái công ty con, có nắm chắc a, có tiền có quan hệ có nhân mạch. Đừng nói là một cái công ty con, chính là 10 cái đều không sợ Cố Tổng bí thư thanh âm hơi hơi cất cao. Cố Hề Hề lúc này mới lấy lại tinh thần, ân sự tình gì, nghe điện thoại bí thư chỉ Cố Hề Hề trong tầm tay điện thoại. Cố Hề Hề lúc này mới phát hiện chính mình di động vang lên thật lâu, đây là một cái có điểm quen mắt dãy số. Cố Hề Hề lập tức chuyển được điện thoại, ý bảo bí thư rời đi, điện thoại kia đoan vang lên thanh âm, làm Cố Hề Hề đốn giác ngoài ý muốn, Hề Hề. Có rảnh sao ra tới ngồi một chút đi, là Doãn phu nhân tưởng thuyết, Cố Hề Hề tức khắc sửng sốt, thực mau lấy lại tinh thần, tốt, Cố Hề Hề thu thập một chút đồ vật, chạy nhanh ra cửa, chờ Cố Hề Hề đến thời điểm, cũng đã nhìn đến Doãn phu nhân tưởng thuyết đã ngồi ở một cái dựa cửa sổ vị trí, mỉm cười nhìn chính mình, Doãn phu nhân phía sau rất xa đứng hai cái trợ lý, khoảng cách không xa không gần, vừa lúc là tốt nhất bảo hộ vị trí, Cố Hề Hề đã đi tới chào hỏi. Doãn phu nhân ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề, ở lão phu nhân 80 đại thọ thượng, ngươi đã bái kiến qua Doãn gia tổ tiên, tên của ngươi vẫn luôn đều ở Doãn gia gia phả thượng, mặc kệ ngươi có phải hay không ly hôn,
ngươi đều là Doãn gia đại thiếu nãi nãi, cho nên, vẫn là cùng trước kia giống nhau, kêu ta một tiếng mẹ đi. Cố Hề Hề do dự một chút, biết nghe lời phải, mẹ, ngồi. Doãn phu nhân hơi hơi gật đầu, đối Cố Hề Hề gật đầu nói, Doãn phu nhân trợ lý thực mau tới đây một người, cấp Cố Hề Hề kéo ra ghế dựa. Cố Hề Hề nói tạ, ngồi ở Doãn phu nhân trước mặt, nàng không hiểu Doãn phu nhân tìm chính mình là vì cái gì, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, không phải sao. Doãn phu nhân bảo dưỡng tốt đẹp dung nhan thượng, như cũ là quý khí bức người, mỹ diễm đến cực điểm, hôm nay tới tìm ngươi, là tưởng phiền toái ngươi một chuyện. Doãn phu nhân tưởng thuyết trầm ngâm một lát, than nhẹ một tiếng, ta cấp Đan Ni công ty chú tư sự tình, ngươi đã biết đi. Cố Hề Hề gật gật đầu, chút tiền ấy, xem như ta làm bà, cho ngươi một chút bồi thường. Doãn phu nhân khóe miệng hơi hơi dương lên, này 3 năm, ủy khuất ngươi. Cố Hề Hề không biết nên nói cái gì, chỉ có thể khẽ lắc đầu, ta hôm nay tìm ngươi tới, cũng không phải vì khoe ra này số tiền, ta là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, liên hệ một chút Doãn Hạo, trong khoảng thời gian này ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận, hơn phân nửa đời đều ở chấp nhất với một sai lầm, ta cũng mệt mỏi, ta không nghĩ lại tiếp tục đi xuống, Doãn Hạo ai đều không thấy, lại đơn độc thấy ngươi, ngươi dù sao cũng là hắn con dâu, lại là vãn bối, hắn tổng không đến mức đối với ngươi xử sắc mặt. Doãn phu nhân đôi mắt hơi ám ám, đây là ta giấy thỏa thuận ly hôn, phiền toái ngươi giao cho hắn đi. Phía sau một cái khác trợ lý đem một phần văn kiện giao cho Cố Hề Hề. Cố Hề Hề ngạc nhiên nhìn Doãn phu nhân, ngài thật sự quyết định. Doãn phu nhân mỉm cười gật gật đầu, quá mệt mỏi, ta trả giá đại giới đã vậy là đủ rồi. Hiện tại hai đứa nhỏ đều trở lại cạnh ngươi, ta cũng yên tâm, ta tưởng hồi năm Mỹ hảo hảo dưỡng lão. Ta tài sản đã làm công chính, chờ Ngự Hàm 18 tuổi thành niên, này bút tài sản liền sẽ chuyển dời đến hắn danh nghĩa. Cố Miểu bên kia ta cũng có an bài, ngươi đừng lo lắng, tuy rằng Cố Miểu không phải Doãn gia hài tử, ta cũng sẽ không bạc đãi hắn, liền tính là ta cấp phỉ ngươi gia tộc bán cái hảo, tương lai Ngự Hàm có cái khó xử, phỉ ngươi gia tộc cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Mẹ Cố Hề Hề thật sự là không biết nên nói cái gì hảo, Doãn phu nhân quyết định này thật sự là quá đột nhiên, ta tưởng Tuyết cũng từng là một cái cao ngạo như vậy rốt cuộc người, đời này lại hủy ở Doãn Hạo trong tay, đủ rồi, thật sự đủ rồi, ta thời gian còn lại, không nghĩ tiếp tục lãng phí đi xuống, Nam Mỹ là cái hảo địa phương, ta ở Nam Mỹ ở 6 năm, cũng có cảm tình, Doãn gia hiện tại đại cục đều ở Tư Thần trong tay, ta cũng không có gì nhưng lo lắng, ngươi khôi phục ký ức, Tư Thần cũng không có gì nhưng sợ hãi. Ta cũng không có gì nhưng lưu luyến, sớm một chút rời đi sớm một chút giải thoát đi. Doãn phu nhân mỏi mệt xoa xoa huyệt thái dương vị trí, trợ lý lập tức lại đây đưa cho Doãn phu nhân một cái dược. Doãn phu nhân duỗi tay tiếp nhận, một ngụm nuốt phục, ngài thân thể không có việc gì đi. Cố Hề Hề nhịn không được quan tâm hỏi, không có việc gì, chỉ là gần nhất có điểm mỏi mệt. Doãn phu nhân nói, Doãn Hạo bên kia liền làm ơn ngươi, là, Cố Hề Hề gật đầu, tiễn đi Doãn phu nhân. Cố Hề Hề theo bản năng liền bắt thông Doãn Tư Thần điện thoại, đem Doãn phu nhân tưởng thuyết ý tứ chuyển đạt qua đi. Doãn Tư Thần trầm mặc thật lâu sau, chậm rãi nói, nếu đây là mẹ nó ý tứ, vậy dựa theo nàng ý tứ đi làm đi. Hề Hề, làm khó người. Cố Hề Hề nhẹ nhàng cười nói, làm khó đảo không cảm thấy, ta muốn mang hài tử đi gặp hắn, được không? Hảo, Doãn Tư Thần gật đầu đáp ứng rồi, ta cùng ngươi cùng đi. Ngay kế đại sáng sớm, Doãn Tư Thần mang theo cả nhà hướng tới ép thị phương hướng giết qua đi, đoàn xe ngừng ở chân núi, những người khác đều ở chân núi hạ đẳng chờ, Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề, một người nắm một cái hài tử, hướng tới đỉnh núi vị trí chậm rãi đi lên. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu lần đầu tiên nhìn thấy Gia Gia, mỗi người đều thực khẩn trương, liền tính là bất hảo Doãn Ngự Hàm, lúc này đều ngoan ngoãn đến không được. Doãn Hạo chính đưa lưng về phía bốn người, thật cẩn thận chà lau mộ bia thượng tro bụi, phảng phất cảm nhận được cái gì, chà lâu ngón tay hơi hơi một đốn, bỗng nhiên xoay người, nhìn kia đứng ở cách đó không xa một nhà bốn người, Gia Gia Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu chủ động chào hỏi, Doãn Hạo tầm mắt lập tức dừng ở Doãn Ngự Hàm trên mặt, môi run run hai hạ, sắc mặt kịch biến vài cái, hô hấp cũng trở nên trầm trọng vài phần, qua hảo sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, các ngươi như thế nào tới vào đi. Cố Hề Hề nhắc tới tâm, lúc này mới chậm rãi rơi xuống, nếu không phải Doãn Ngự Hàm, chỉ sợ chính mình đoàn người đều phải bị đuổi ra đi.
Doãn Tư Thần hẹp dài đôi mắt cất giấu phức tạp thần sắc, hắn nghe được Doãn Hạo những lời này lúc sau, mới cất bước đã đi tới, Mai Nga mộ bia sạch sẽ, mộ chỉnh chỉnh tề tề, vài thập niên, hắn đem nơi này xử lý so bất luận cái gì một chỗ đều phải hảo, đây là phụ thân hắn à, chính là lại là sớm đã tâm như tro tàn phụ thân, nếu nói trước kia hắn không hiểu phụ thân tâm tình, không hiểu hắn cảm thụ nói, nhưng mà giờ này khắc này, hắn lại đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bởi vì, nếu Cố Hề Hề cũng chết sớm nói, hắn tâm cũng sẽ đi theo cùng nhau đi rồi, thân là nam nhân, thân là đồng dạng si tình nam nhân, này một giây, hắn không lời nào để nói, chính là, hắn không lời nào để nói đồng thời, cũng vì chính mình mẫu thân đau lòng không đành lòng, như thế cực đoan hai loại cảm thụ, làm hắn sinh chịu tra tấn, Cố Hề Hề minh bạch Doãn Tư Thần tâm tình, chủ động duỗi tay bắt được Doãn Tư Thần ngón tay, lôi kéo hắn cùng nhau đi phía trước đi, vào phòng, nơi này còn như trước kia giống nhau đơn sơ bất kham, Cố Hề Hề đem hai đứa nhỏ kéo lại đây, Ngự Hàm, Cố Miểu, Cấp Gia Gia dập đầu, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu ngoan ngoãn tiến lên, ở Doãn Hạo trước mặt quy quy củ củ quỳ xuống dập đầu, đứa nhỏ này, chính là Cố Miểu Doãn Hạo kéo hai đứa nhỏ, đánh giá một chút Cố Miểu đối Cố Hề Hề hỏi, là, Cố Hề Hề giải thích, hắn cũng là Doãn gia người, Doãn Hạo gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ hai đứa nhỏ đỉnh đầu, đi bên ngoài chơi đi, không cần đi xa, ta có lời cùng các ngươi cha mẹ nói, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu gật gật đầu, quay đầu lại đồng thời nhìn thoáng qua ba ba mụ mụ, sau đó tay cầm tay rời đi, nói đi, tìm ta sự tình gì. Doãn Hạo bình tĩnh nhìn chính mình nhi tử, con dâu, tưởng thuyết rốt cuộc nghĩ thông suốt sao, quả nhiên là Doãn Hạo. Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề hướng nơi này vừa đứng, hắn liền đoán được vấn đề mấu chốt, ba Doãn Tư Thần thần sắc phức tạp nhìn hắn, thật sự không cùng ta đi trở về sao, Doãn Hạo tự giễu cười, quay đầu nhìn Cố Hề Hề, đồ vật lấy lại đây đi ta ký tên là được, Cố Hề Hề do dự sau một lúc lâu, đem kia phân văn kiện đem ra, đưa cho Doãn Hạo, ngài thật sự không hối hận sao, chương 506, Doãn Phu Nhân tưởng thuyết, tự do. Doãn Hạo duỗi tay tiếp nhận văn kiện, nhanh chóng đảo qua văn kiện, ở dưới vững vàng thêm thượng tên của mình, hai người kết hôn hơn 30 năm, lẫn nhau tài sản đều rành mạch, Tưởng Thuyết thân là Tưởng gia đại tiểu thư, tự nhiên cũng là giá trị con người phong phú, Doãn Hạo đại bộ phận tài sản đều trả lại cho Doãn gia, hắn bộ phận tài sản riêng cũng đều giao cho Cố Hề Hề, cho nên, Doãn Hạo trên người đã không nhiều ít đáng giá đồ vật. Bởi vậy cái này giấy thỏa thuận ly hôn hắn thêm không có bất luận cái gì chần chờ, cũng không có đi qua hỏi Tưởng Thuyết tài sản, lưu lại ăn bữa cơm đi, nơi này đơn sơ, đừng ghét bỏ, ký cái này từ, Doãn Hạo phản phất giải thoát rồi giống nhau. Trên thực tế, đối bọn họ hai người tới nói, cái này hôn nhân đều là một đạo gông xiềng, một cái không cam lòng, một cái thịnh nộ khó bình, hiện tại ký tên, ngược lại đều nhẹ nhàng. Đây là Doãn Hạo lần đầu tiên chủ động mời người khác lưu lại ăn cơm, Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần khó tránh khỏi có điểm thụ sủng nhược kinh, được đến Doãn Hạo cho phép, trợ lý Tiểu A cùng Tiểu B, xách theo một đống lớn nguyên liệu nấu ăn lên núi, những người khác tiếp tục ngoan ngoãn ở chân núi hạ đẳng, Cố Hề Hề thân là con dâu, tự nhiên là bụng làm dạ chịu trở thành đầu bếp, len ken ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu quấn lấy Doãn Hạo nói chuyện phím. Doãn Tư Thần qua lại từ khe núi đề thủy, trợ giúp Doãn Hạo tưới tưới mà, tam đại người năm khẩu người, lần đầu tiên giống bình dân gia đình như vậy bình tĩnh ở chung, Cố Hề Hề tốc độ thực mau liền sự trị một bàn đơn giản cơm trưa, tiếp đón đang ở đề thủy quý công tử cùng hưởng thụ thiên luân chi nhạc Doãn Hạo cùng hai đứa nhỏ lại đây ăn cơm. Doãn Hạo nhìn đến trước mắt một màn này, ánh mắt nháy mắt có điểm hoảng hốt, nếu hắn Mai Nga còn sống, hắn có phải hay không liền có thể mỗi ngày như vậy con cháu vòng đầu gối này bữa cơm, tất cả mọi người đều rất có ăn ý không hề nhắc tới Doãn gia, không đề cập tới chuyện cũ, không hỏi tương lai. Doãn Hạo ở trong bữa tiệc cũng là khảo sát hai đứa nhỏ chương trình học, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu trả lời làm Doãn Hạo phi thường vừa lòng, Doãn Tư Thần trộm ở cái bàn phía dưới duỗi tay cầm Cố Hề Hề ngón tay, Cố Hề Hề không có thu hồi tay, liền như vậy mỉm cười nhìn hắn, ăn xong rồi cơm, Cố Hề Hề thu thập lúc sau cũng liền mang theo bọn nhỏ đứng dậy cáo từ, xuống núi thời điểm, Cố Hề Hề nhịn không được hỏi, cái này gia có tính không là liền phải tan, như thế nào sẽ. Doãn Tư Thần cười khẽ, mặc kệ bọn họ quan hệ thế nào, chúng ta trước sau đều là buộc chặt ở bên nhau, đúng vậy, hào môn chi gian quan hệ,
không chỉ có riêng là dùng hôn nhân gắn bó. Đúng rồi, đi đế đô sự tình chuẩn bị thế nào? Doãn Tư Thần dò hỏi Cố Hề Hề, yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc mở miệng. Nghe nói mẹ cho ngươi đầu tư không ít tiền, muốn ở đế đô khai công ty, con nói, không chỉ có yêu cầu tiền, còn cần một ít nhân mạch. Vừa lúc này 3 năm ta ở đế đô cũng coi như là mở ra cục diện, ta mang ngươi tham gia mấy cái trường hợp, cũng coi như là cấp công ty con thêm chút lợi thế. Không vội, còn có mấy ngày đâu. Cố Hề Hề cười nói, có ngươi hỗ trợ, khi cảm tình hảo tử huyên cũng cùng ta nói, muốn mang ta nhiều tham gia mấy cái trường hợp đâu. Mặc gia ở đế đô thế lực, chính là không ai dám khinh thường. Nghe được Cố Hề Hề nói như vậy, Doãn Tư Thần mạc danh có điểm chua xót như thế nào phá, tưởng tượng đến tình địch muốn giúp Cố Hề Hề, liền có điểm ghen như thế nào phá. Liền ở ngay lúc này, Doãn Ngự Hàm đột nhiên nhảy nhót lại đây, trảo một cái đã bắt được Cố Hề Hề ngón tay. Mụ mụ, Vương Trẻ lão sư nói, cái này cuối tuần muốn khai gia trưởng giao lưu hội đắc đi, nói hắn không rảnh đi, ngươi đi đi. Cố Miểu cũng đi theo lại đây năn nỉ, mắm mỉ, ngươi đi đi, nhà người khác đều là mắm mỉ đi, đắc đi như vậy soái, những cái đó a di nhóm mỗi lần nhìn đến đắc đi đều sẽ phạm hoa si, cho nên đắc đi chưa bao giờ đi nhà người khác, tiểu bằng hữu đều có mắm mỉ đi, chúng ta không có. Nói xong, Cố Miểu hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nhìn đến ngoan nhi tử đỏ hốc mắt, Cố Hề Hề kia kêu một cái đau lòng à. Doãn Ngự Hàm cũng đi theo phụ họa, chính là, đắc đi lại một lần đưa chúng ta đi trường học, những cái đó chán ghét a di nhớ mỗi người không biết xấu hổ đi phía trước thấu, còn có à, Trần lão sư luôn là hỏi khi nào có thể cho chúng ta làm thăm hỏi gia đình, hừ, nói rõ là muốn cùng đắc đi lôi kéo làm quen, chúng ta mới không cần. Doãn Tư Thần đứng ở một bên hảo xấu hổ, Cố Hề Hề ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, ân chủ động lôi kéo làm quen. Doãn Tư Thần căng da đầu trả lời, Hề Hề, trời đất chứng giám ta nhưng cho tới bây giờ đều không có phản ứng quá các nàng, chính là đắc đi, lần này thăm hỏi gia đình là mỗi cái tiểu bằng hữu đều phải tiến hành gia trưởng giao lưu hội, lúc sau chính là thăm hỏi gia đình lạp. Doãn Ngự Hàm phi thường không cẩn thận cấp chính mình đắc đi phá đám, hơn nữa Trần lão sư còn nói, nàng sẽ có kiên nhẫn chờ đắc đi bớt thời giờ thấy nàng. Cố Miểu cũng ở phá đám, nghe nói trong khoảng thời gian này Trần lão sư vẫn luôn đều ở làm bảo dưỡng, còn hoa 1 vạn nhiều đồng tiền làm tóc. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu thượng nhà trẻ là tập đoàn tài chính Doãn thị kỳ hạ quý tộc trường học, tập đoàn tài chính Doãn thị trên dưới công nhân nhóm, cái nào không nghĩ trông thấy tổng tài đại nhân. Trần lão sư là Doãn Tư Thần trung thực fan, từ tiến vào tập đoàn tài chính Doãn thị công tác kia một ngày khởi, nàng đã bị in ấn ở tạp chí kinh tế tài chính bì mặt hình ảnh cấp thật sâu mê hoặc. Nàng không nghĩ tới, có một ngày thế nhưng có thể thật sự cùng Doãn Tư Thần có điều tiếp xúc. Ngày đó, Doãn Tư Thần đưa hai đứa nhỏ đi học thời điểm, gần là từ cửa sổ xe nửa cái mặt bên, cũng đã làm nàng song mặt hà phi, tim đập gia tốc. Nàng vẫn luôn chờ ngóng trong gia trưởng giao lưu hội, tưởng gần gũi trông thấy kia cao cao tại thượng thần chi, chính là mỗi lần gia tộc giao lưu hội, thuộc về Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu gia trưởng vị trí, vĩnh viễn đều là chỗ trống. Đương nhiên, nhà trẻ cũng không dám hỏi đến tổng tài đại nhân vì cái gì không tới, chỉ là Trần lão sư vẫn luôn thực không cam lòng. Lúc này đây gia trưởng giao lưu hội lúc sau chính là thăm hỏi gia đình, Trần lão sư chủ động tìm được Viên Trường, đảm nhiệm nhiều việc, chủ động đưa ra muốn đi Doãn tổng trong nhà làm thăm hỏi gia đình. Nhà trẻ Viên Trường ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, ngầm đồng ý nàng hành động. Có một số người chính là muốn đã kích một chút mới biết được sâu cạn. Nàng thật sự cho rằng Doãn gia hai vị thiếu gia tới Vườn Trẻ đi học, nàng liền thật sự có thể chạm đến kia cao cao tại thượng thần chi sao? Thật là khôi hài, bọn họ tới Vườn Trẻ đi học chỉ là vì tiếp xúc một chút đám người mà thôi. Bọn họ chương trình học chính là có chuyên môn chuyên gia cấp bậc lão sư, một chọi một đơn độc dạy dỗ, liền tính là mặt khác tới Vườn Trẻ đi học học sinh gia trưởng, kia cũng là giới quý tộc tử người, cũng không phải Trần lão sư loại người này có thể tiếu tưởng tồn tại. Càng không nói đến cao cao tại thượng tổng tài đại nhân. Nghe được hai cái nhi tử phá đám, Doãn Tư Thần vẻ mặt xấu hổ nhìn Cố Hề Hề, Hề Hề, ta thật sự sẽ không thấy. Cố Hề Hề lại là hoành hắn liếc mắt một cái, cúi đầu hỏi mấy đứa con trai, cuối tuần phải không, mụ mụ sẽ đi, Nga cũng. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu hưng phấn tại chỗ đều nhảy dựng lên. Doãn Tư Thần nghe được Cố Hề Hề sẽ đi, âm thầm lộ ra một cái đắc ý ánh mắt. Trở lại nờ thị lúc sau, Cố Hề Hề đem Doãn Hạo ký tên văn kiện đưa cho Doãn phu nhân Tưởng Tuyết, Tưởng Tuyết thần sắc phức tạp duỗi tay nhận lấy, phiên một chút,
thần sắc chợt buông lỏng, nói, cuối cùng là giải thoát rồi hề hề, cảm ơn ngươi năm đó, mẹ như vậy đối với ngươi, vẫn luôn không có chính thức cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Mẹ Cố Hề Hề nhịn không được mở miệng, ta không oán quá ngài. Tưởng Thuyết nhẹ nhàng nở nụ cười, hảo, ngươi rộng lượng ta đều nhớ kỹ, ngươi là cái hảo hài tử, đúng rồi, nghe nói cuối tuần gia trưởng giao lưu hội, ngươi muốn đi. Cố Hề Hề đỏ mặt lên, 3 năm, nàng lần đầu tiên lấy hài tử mẫu thân phận xuất hiện, có thể hay không, ngươi đi thích hợp, là nên làm những cái đó phân không rõ nặng nhẹ mọi người thấy rõ ràng địa vị của ngươi. Tưởng Thuyết vẫy tay, Cố Hề Hề đi qua, Cố Hề Hề một ngồi xổm xuống đi. Tưởng Thuyết liền đem một cái vòng tay từ trên cổ tay hái được xuống dưới, trồng lên Cố Hề Hề trên cổ tay, đây là ta Tưởng gia truyền lưu đến ta này một thế hệ đồ vật, Tưởng gia nữ nhi xuất giá thời điểm, đều sẽ có vài món trang sức là nhiều thế hệ tương truyền, chờ tương lai ngươi có nữ nhi, cái này vòng tay liền cho nàng đi. Cố Hề Hề một trận hoảng hốt, mẹ, ngài đây là, ta lần này đi Nam Mỹ, đại khái sắp tới là sẽ không đã trở lại. Tưởng Thuyết tươi cười khó được ôn nhu, xem như trước tiên cấp cháu gái lễ vật đi. Cố Hề Hề đỏ mặt lên, nữ nhi, thân là Doãn gia thiếu nãi nãi, trên người không có vài món giống dạng đồ vật như thế nào. Thành Tưởng Thuyết vẫy tay, đối phía sau trợ lý nói, đem thiếu nãi nãi đồ vật đều đưa đi qua sao? Là, đã đều đưa đi qua, trợ lý thấp giọng trả lời, năm nay tân khoản cũng đều đưa đi qua. Tưởng Thuyết vừa lòng gật gật đầu, đối Cố Hề Hề nói, hảo, đừng chối từ. Ngươi hình tượng không chỉ có đại biểu bọn nhỏ, cũng đại biểu Doãn gia, lần này gia trưởng giao lưu hội, không thể mất mặt. Cố Hề Hề lúc này mới không có cự tuyệt, về tới trong nhà, quả nhiên Trương Thẩm đang ở chỉ huy người hầu sửa sang lại đưa lại đây đồ vật, này đó quần áo, trang sức cùng bao bao, toàn bộ đều là cao định, toàn bộ xuất từ thế giới đỉnh cấp nhất lưu thiết kế đại sư bút tích. 3 năm trước đây, bọn họ cũng đã có Cố Hề Hề kích cỡ. Cho nên hiện tại ra thành phẩm cũng thực mau, chỉ cần xem qua Cố Hề Hề hiện tại ảnh chụp bộ dáng, lập tức liền thiết kế ra càng thêm thích hợp Cố Hề Hề hệ liệt sản phẩm. Trương Thẩm nhìn đến Cố Hề Hề đã trở lại, vui vẻ nói, thiếu nãi nãi, ngài đã trở lại này đó đều là phu nhân dặn dò đưa lại đây, trên lầu chính là thiếu gia dặn dò người đưa lại đây. Cố Hề Hề gật gật đầu, Trương Thẩm, hôm nay có người tìm ta sao? Trương Thẩm cười trả lời, có. Nhật Bản Bình Sơn thiếu gia đi tìm ngài, ta dựa theo ngài phân phó, đem ngài lưu lại đồ vật cho hắn lúc sau, hắn liền đi rồi. Cố Hề Hề gật gật đầu, những cái đó kỳ phổ đủ Bình Sơn thứ lang bận việc thượng một thời gian, vừa lúc thừa dịp cái này không đương, hảo hảo chải vuốt rõ ràng một chút hai đứa nhỏ bên người hoàn cảnh, trước khi nàng không có khôi phục ký ức, tổng cảm thấy nhúng tay bọn nhỏ sinh hoạt không thích hợp, hiện tại nàng đã trở lại, ha ha. Nàng Cố Hề Hề nhi tử, ai dám lợi dụng, nàng muốn nhìn, rốt cuộc là người nào, thế nhưng ăn gan hùm mật gấu, liền nàng nam nhân đều dám mơ ước cuối tuần thực mau liền đến. Cố Hề Hề sáng sớm tinh mơ liền làm cái toàn thân spa, tạo hình sư cho nàng mang hảo cuối cùng một cái khuyên tai, Đoản Ngự Hàm cùng Cố Miểu đã ở ngoài cửa có điểm chờ không kịp, mụ mụ, mụ mụ chúng ta đều đã chuẩn bị tốt. Đoản Ngự Hàm cùng Cố Miểu cùng nhau vọt tiến vào, a. Mụ mụ hôm nay thật xinh đẹp, những cái đó a di nhóm đều bị mụ mụ cấp so không bằng ai. Cố Hề Hề tức khắc nở nụ cười, hôm nay xem mụ mụ như thế nào đánh thắng trận chiến tranh này. Chương 507, gia trưởng giao lưu hội. Quả nhiên, Cố Hề Hề vừa đến nhà trẻ, liền thấy được một đám hoa hòe lộng lẫy nữ nhân, kiển chân chờ mong nhìn chính mình lại đây phương hướng. Cứ việc một năm lại một năm nữa gia trưởng giao lưu hội, Đoản Tư Thần trước nay đều sẽ không xuất hiện, chính là này đàn nữ nhân tự hồ cũng trước nay đều không có từ bỏ quá, mắt trong mong canh giữ ở ven đường chờ ngóng trông. Cố Hề Hề lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình nam nhân là cỡ nào đoạt tay a. Từ Cố Hề Hề về tới biệt thự cư trú lúc sau, trợ lý Tiểu Vương cũng cùng lại đây, dù sao cũng là dùng thuận tay trợ lý sao, a. Này đàn các nữ nhân quả nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Trợ lý Tiểu Vương nhịn không được đối Cố Hề Hề nói, mấy năm nay, các nàng mỗi ngày ở chỗ này chờ, tổng tài là người nào, há là các nàng có thể thấy, đều là học sinh gia trưởng. Cố Hề Hề ngước mắt nhìn qua đi, một kiểu cái dùi cầm chân dài, tranh kỳ khoe sắc phản phất không phải tới khai gia trưởng giao lưu hội, mà là tới tuyển Mỹ, sao có thể, a,
cũng coi như là nửa cái gia trưởng đi, hoặc là hài tử gì, hoặc là hài tử cô mẫu, hoặc là hài tử biểu tỷ, tóm lại liền không có một cái là hài tử cha mẹ. Trợ lý tiểu vương phun tào nói, tập đoàn tài chính Doãn thị kỳ hạ như vậy nhiều vườn trẻ, liền thuộc cái này vườn trẻ các gia trưởng kỳ ba nhất, khi vì cái gì còn muốn ở cái này vườn trẻ đi học. Cố Hề Hề cũng nhịn không được hỏi. Tiểu vương trầm mặt trong chốc lát mới mở miệng nói, thiếu nãi nãi, đó là bởi vì 3 năm trước đây, ngài trải qua cái này vườn trẻ thời điểm, ngài chính miệng khen ngợi quá cái này vườn trẻ bố cục thật xinh đẹp a. Cố Hề Hề nháy mắt nghẹn lời, nàng thế nhưng nói qua nói như vậy, liền bởi vì nàng nói qua như vậy một câu, cho nên Doãn Tư Thần liền đem bọn nhỏ đều đưa đến nơi này đi học. OMG, kỳ thật trợ lý tiểu vương trong lòng cũng ở phun tào ai, tổng tài đại nhân, liền tính ngài lại như thế nào để ý thiếu nãi nãi, làm ơn ngài cũng vì các thiếu gia tưởng một chút sao, tuy rằng đều là quý tộc nhà trẻ, chính là chúng ta công ty kỳ hạ quý tộc trường học nhiều đi hảo sao. Ngồi ở bên cạnh Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu, trong nội tâm cũng là rơi lệ thành hà, nguyên lai chính mình đọc cái này vườn trẻ nguyên nhân, thế nhưng là mắm Mỹ đã từng khen quá nơi này bố cục xinh đẹp, đắc đi, cầu buông thà, nơi này nữ sinh hảo hung tàn lạp. Mỗi ngày đều phải cho chúng ta tặng lễ vật đưa ăn đưa thiệp chúc mừng gì đó hảo phiền nhân. Mỗi ngày thu được thổ lộ thêm lên đã vòng địa cầu một vòng hảo sao. Cố Hề Hề vẻ mặt xấu hổ, duỗi tay sờ sờ hai cái nhi tử đỉnh đầu. Không thích cái này trường học, liền chuyển trường sao. Anh, mắm Mỹ, rốt cuộc được đến ngài ý chỉ. Không có ngài ý chỉ, đắc đi chết sống không cho chúng ta chuyển trường a. Cố Hề Hề xe vững vàng ngừng ở cửa. Đám kia các nữ nhân nhìn đến này chiếc xe, nháy mắt liền cùng tim máu gà dường như hướng tới bên này vây quanh lại đây, phía sau tiếp trước khoe ra chính mình cường đại hung khí cùng đủ để toản phá địa cầu mặt ngoài cầm. Ở các nàng nghe nói lần này gia trưởng giao lưu hội, Doãn gia sẽ đến gia trưởng lúc sau, này nhóm người ở từng người trong nhà, vì tranh đoạt gia trưởng giao lưu hội danh ngạch đánh đầu rơi máu chảy, ai không nghĩ gần gũi trông thấy kia xa xôi không thể với tới tập đoàn tài chính Doãn thị tổng tài, ai không nghĩ nương lần này cơ hội. Được đến Doãn thị tổng tài ưu ái, chẳng sợ làm tình nhân, một đêm ân sủng đều có thể làm cho cả gia tộc gà chó lên trời, cho nên, hôm nay tới vườn trẻ tiến hành gia trưởng giao lưu hội, liền không mấy cái là đứng đắn tới giao lưu, đều là hướng về phía tập đoàn tài chính Doãn thị tổng tài đi. Thân xe rất ổn, tài xế kim chức bảo tiêu ăn mặc màu rượu đỏ chế phục, mang theo bao tay trắng cung kính cấp Cố Hề Hề mở ra cửa xe, trợ lý tiểu vương trước xuống xe, đỡ Cố Hề Hề tay, chậm rãi đi xuống. Giây tiếp theo, ở mọi người chờ đợi bên trong, Cố Hề Hề một thân màu thủy lam cao định trang phục, một thân quý khí từ trong xe xuống dưới, đương đám kia tranh kỳ khoe sắc các nữ nhân nhìn đến Cố Hề Hề xuống xe kia một khắc, tập thể Sparta, sao lại thế này, này chẳng lẽ không phải Doãn tổng tọa giá, như thế nào sẽ xuống dưới một nữ nhân này là ai, nàng như thế nào sẽ ngồi Doãn tổng xe. Đương Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu cùng nhau xuống xe lúc sau, này đàn các nữ nhân tập thể thạch hóa, hiện tại liền tính các nàng không nghĩ thừa nhận cũng không được. Doãn gia đại thiếu nãi nãi Cố Hề Hề, tới, nhìn Cố Hề Hề một thân khéo léo chính trang, nhìn nhìn lại chính mình trên người vải dệt thiếu đáng thương, miễn cưỡng xương là quần áo, này chênh lệch. Cố Hề Hề nhìn chung quanh toàn trường, tự nhiên đem chính mình dáng vẻ tăng lên tới tối cao trình độ, mỗi cái động tác, mỗi cái biểu tình, mỗi cái ánh mắt đều là cao quý điển nhã đến làm người chọn không ra bất luận cái gì sai lầm. Trợ lý tiểu vương cũng đi theo thẳng thắn sống lưng, xem, đây mới là chân chính hào môn thiếu nãi nãi phong phạm, liền các ngươi những cái đó mặt hàng, còn tưởng tiếng Doãn gia, thật là cười chết người. Xã hội thượng lưu cũng là phân 3-7 loại, đừng tưởng rằng trong nhà có mấy cái tiền, liền dám mơ ước hào môn. Tiểu vương, đi tìm viên trường hảo hảo nói chuyện. Cố Hề Hề ung dung hoa quý mở miệng nói, nói chuyện bọn nhỏ chuyển trường sự tình, hừ, tưởng tượng đến chính mình ngoan mấy đứa con trai, mỗi ngày sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh, Cố Hề Hề nháy mắt đều có muốn giết rớt Doãn Tư Thần tâm. Cố Hề Hề một câu, khiến cho ở đây mọi người, sắc mặt đột biến, vườn trẻ viên trường một đầu đổ mồ hôi lại đây nghênh đón Cố Hề Hề, phải biết rằng hai vị tiểu thiếu gia ở chỗ này đọc sách, nơi này phần cứng cùng phần mềm phương tiện, trực tiếp bay lên vô số cái cấp bậc A, nếu hai vị thiếu gia chuyển giáo, phỏng chừng nàng cái này viên trường cũng liền làm đến cùng. Phải biết rằng, đây chính là tư nhân quý tộc trường học, trừ bỏ tập đoàn tài chính Doãn thị mỗi năm chi ngân sách ở ngoài, dựa vào chính là mặt khác học sinh học phí thu vào,
những cái đó vì tưởng leo lên tập đoàn tài chính Doãn thị đời sau người thừa kế mọi người, đó là tước kim đầu tưởng tiến cái này vườn trẻ, mỗi năm tuyển nhận học sinh thời điểm, học sinh các gia trưởng càng là liều mạng tặng lễ tắc bao lì xì tìm người chuẩn bị quan hệ, bình thường càng là làm trong nhà sở hữu tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính, liều mạng đón đưa hài tử, vì cái gì, còn không phải là vì có thể tìm cơ hội thấy một mặt trong truyền thuyết đế vương, chỉ cần có thể bị đế vương nhìn trúng, thăng chức rất nhanh, sắp tới a, Nơ thị là một cái nhị tuyến thành thị, kẻ có tiền không ở số ít, chính là hào môn liền như vậy mấy cái, tưởng tiếng hào môn, kia cũng không phải là sự tình đơn giản, hiện tại nghe nói Doãn gia đại thiếu nãi nãi tự mình lên sân khấu, phải cho bọn nhỏ làm chuyển trường thủ tục, không đến 10 phút thời gian, toàn bộ Nơ thị mọi người đều biết tin tức này, toàn bộ Nơ thị tưởng leo lên hào môn mọi người, nháy mắt mông vòng, Doãn lão phu nhân biết tin tức này, chỉ là cười cười, nàng không có nói bất luận cái gì lời nói, hiện tại tập đoàn tài chính Doãn thị, đã ở Doãn Tư Thần trong tay, Doãn Tư Thần nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng mới đưa thê tử tìm trở về, nói cách khác, đừng nói là Cố Hề Hề phải cho bọn nhỏ đổi trường học, chính là đem cái này vườn trẻ cấp hủy đi, phỏng chừng Doãn gia trên dưới cũng chưa người dám xen vào, có lão công sủng, ai dám cùng Cố Hề Hề xen vào, thiếu nãi nãi, ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì, ngài có bất mãn địa phương thỉnh cứ việc đề, ta nhất định sẽ sửa lại, vườn trẻ viên trường đều phải cấp Cố Hề Hề quỳ xuống, nếu không phải chung quanh như vậy nhiều người nhìn, nàng thật sự phải quỳ xuống, Cố Hề Hề cười thật bình tĩnh, hiểu lầm, như thế nào sẽ, Cố Hề Hề ánh mắt đảo qua những cái đó tham gia gia trưởng giao lưu hội oanh oanh yến yến nhóm, khẩu khí đạm thực, các nàng đều là bọn nhỏ gia trưởng, một đám 20 xuất đầu, thậm chí còn có mấy cái vị thành niên, dám nói các nàng đều là hài tử gia trưởng, ta cho rằng ta hôm nay tới, là cùng mặt khác hài tử cha mẹ nhóm cùng nhau tham thảo một chút giáo dục hài tử phương thức, Cố Hề Hề thông thả ung dung nói, xem ra viên trường càng thích tuyển tú a, nếu nói như vậy, cái này nhà trẻ liền sửa vì tuyển tú tú tràn đi, trợ lý tiểu vương quả thực muốn cười phun, thiếu nãi nãi uy vũ khí phách, giống như thiếu nãi nãi khôi phục ký ức lúc sau, cả người đều trở nên khí phách rất nhiều a, Doãn thiếu phu nhân, ngài làm như vậy sẽ rét lạnh chúng ta tâm, một cái ăn mặc vườn trẻ chế phục nữ nhân, nơm nớp lo sợ chạy tới mở miệng nói, các ngươi kẻ có tiền muốn thế nào liền thế nào, nơi nào hiểu được chúng ta này đó bần cùng người tư tưởng, Cố Hề Hề quay đầu nhìn thoáng qua trợ lý tiểu vương thấp giọng giải thích, Trần lão sư, Cố Hề Hề nháy mắt hiểu rõ, Ngô, này còn không phải là cái kia vẫn luôn muốn gặp Doãn Tư Thần cái kia Trần lão sư sao, nguyên lai, như thế, nghe nói Trần lão sư vẫn luôn muốn làm thăm hỏi gia đình, Cố Hề Hề trực tiếp quay đầu nhìn nữ nhân này, không biết Trần lão sư muốn biết chút cái gì đâu, ta, Trần lão sư lắp bắp nhìn Cố Hề Hề, nàng chẳng qua là muốn mượn làm thăm hỏi gia đình danh nghĩa đi gặp Doãn Tư Thần thôi, nàng nơi nào có cái gì nếu muốn biết, ta là hài tử mẫu thân, ngươi phải làm thăm hỏi gia đình nói, có chuyện gì liền cứ việc hỏi ta hảo, Cố Hề Hề chậm rãi đi qua, Trần lão sư theo bản năng liền sau này lui hai bước, như thế nào, không lời nào để nói, Cố Hề Hề ánh mắt dừng ở Trần lão sư trên người, khi Trần lão sư bị Cố Hề Hề một thân quý khí cấp kích thích đôi mắt đều phải đỏ, nếu nữ nhân này không có trở về, khi nàng có phải hay không liền có cơ hội đứng ở vị trí này thượng, trên cao nhìn xuống đối mặt khác nữ nhân cũng nói ra nói như vậy, nữ nhân này vì cái gì phải về tới, không phải đã ly hôn sao, đều không có phục hôn đều có thể như vậy kiêu ngạo sao, còn tưởng rằng cái này Cố Hề Hề là cỡ nào xinh đẹp đại mỹ nữ, hiện tại nhìn cũng bất quá như thế, Trần lão sư không ngừng cấp chính mình làm trong lòng xây dựng, nghe được Cố Hề Hề hỏi như vậy, đầu óc nháy mắt không còn, buộc miệng thốt ra kêu lên, có cái gì không thể nói, ngươi bất quá là Doãn gia từ bỏ nữ nhân, ngươi liền tính là hài tử thân sinh mẫu thân lại có thể thế nào, ngươi có cái gì tư cách đứng ở chỗ này hùng hổ dọa người, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Doãn gia thiếu nãi nãi sao, Trần lão sư nói âm rơi xuống, nhà trẻ viên trường thật sự cấp quỳ xuống, xong rồi, nàng vị trí giữ không nổi, cái này Trần lão sư là cái ngu xuẩn sao, người nào đều dám đắc tội sao, nàng ngôn tình tiểu thuyết xem nhiều sao, có phải hay không cho rằng chỉ cần ở thượng tầng xã hội hào môn công tử trước mặt nói thẳng không cố kỵ liền sẽ được đến ưu ái, làm ơn nàng trường điểm đầu óc hảo sao, đứng ở nàng trước mặt cũng không phải hào môn quý công tử, mà là quý công tử lão ba a. Hơn nữa cái này mẹ kế là muốn làm là có thể đương sao,
không thấy được chính chủ nhi đã trở lại sao? Trần lão sư còn ở Kiên Cường. Cố Hề Hề lại là nở nụ cười, duỗi tay vỗ vỗ Đoản Ngự Hàm cùng Cố Miểu tay, nói, thực hảo, ta hiện tại khiến cho ngươi biết một chút, ta liền tính là cùng Đoản Tư Thần ly hôn, ta có hay không tư cách ở chỗ này hùng hổ dọa người. Chương 508, ấp bọn nhỏ chuyển trường. Cố Hề Hề đối trợ lý Tiểu Vương nói, đi nói cho Đoản Tư Thần, cái này nhà trẻ hoa đến ta danh nghĩa, từ hôm nay trở đi, cái này nhà trẻ đóng cửa, không hề buôn bán. Trợ lý Tiểu Vương vui vẻ liền đi chấp hành mệnh lệnh. Cố Hề Hề đối Đoản Ngự Hàm cùng Cố Miểu nói, đi thôi, nơi này không thích hợp các ngươi, mụ mụ cho các ngươi một lần nữa tìm cái hảo học giáo, thân là Đoản gia người thừa kế, sao lại có thể ở loại địa phương này đi học. Đoản Tư Thần, ngươi cho ta chờ, xem ta như thế nào thu thập ngươi, loại này phá trường học ngươi cũng dám làm bọn nhỏ tới đi học. Được đến tin tức, Đoản Tư Thần ở trong công ty cười tùy ý phi dương, trợ lý nhóm mỗi người đều cúi đầu. Tổng tài, ngài như vậy tính kế thiếu nãi nãi, thật sự đại trượng phu. Không sai, Đoản Tư Thần là cố ý, hắn chính là muốn buộc Cố Hề Hề thừa nhận chính mình là Đoản gia thiếu nãi nãi. Cố Hề Hề từ trước đến nay đều là như vậy bình tĩnh, chính là ở hài tử sự tình thượng, nàng căn bản không có biện pháp bình tĩnh. Đoản lão phu nhân 80 đại thọ thượng, nàng cũng là buộc mới đi tế bái tổ tiên, hiện tại, hắn liền phải buộc Cố Hề Hề tại ngoại giới ở mọi người trước mặt, chủ động thừa nhận nàng là Đoản gia thiếu nãi nãi vị trí cùng thân phận. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên Đoản Tư Thần mới đối cái kia nhà trẻ hiện trạng ngoảnh mặt làm ngơ, không làm như vậy, Cố Hề Hề như thế nào sẽ bảo nổi, như thế nào sẽ dùng thân phận áp người. Hắc hắc hắc, tiểu yển thử, ngươi trốn không thoát đâu. Cố Hề Hề tốc độ cùng hiệu suất thực mau, xử trí cái này không đàng hoàng nhà trẻ lúc sau, thực mau liền mang theo bọn nhỏ chuyển trường tới rồi chân chính dòng chính học viện quý tộc. Cố Hề Hề xe vừa đến trường học cửa, hiệu trưởng nhóm cũng đã tập thể đứng ở cổng lớn xin đợi. Đây mới là chân chính Đoản gia dòng chính quý tộc trường học, từ nhà trẻ, tiểu học, trung học, cao trung, đến đại học nhất thể chân chính quý tộc trường học. Có thể ở chỗ này đọc sách, liền không chỉ là có tiền là có thể tới. Có thể tới nơi này, đều là cái này trong vòng. Đến lúc này, Cố Hề Hề cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, chính mình trúng Đoản Tư Thần gian kế, hắn đây là buộc chính mình dùng Đoản gia thiếu nãi nãi thân phận, đem bọn nhỏ đưa lại đây đọc sách à. Bởi vì, Cố Hề Hề không cần cái này thân phận nói, nàng căn bản không có tư cách này đưa bọn nhỏ lại đây, nhưng là chỉ cần Cố Hề Hề lấy Đoản gia thiếu nãi nãi thân phận lại đây, nàng về sau đều đừng nghĩ phủ nhận cái này thân phận. Không thể không nói, Đoản Tổng, ngài thật phúc hắc a, chính là hiện tại phản ứng lại đây cũng đã chậm, bởi vì chính mình đã tới rồi. Thiếu nãi nãi hảo, từ nhà trẻ viên trường, đến tiểu học hiệu trưởng, trung học hiệu trưởng, cao trung hiệu trưởng, đại học hiệu trưởng tập thể hành lễ cùng chào hỏi thanh. Cố Hề Hề cứng đờ cổ kéo hai cái nhi tử xuống xe, ngạch, đại gia hảo. Cố Hề Hề cứng đờ trả lời, nàng đột nhiên minh bạch, hôm nay vì cái gì người trong nhà làm chính mình như thế trang phục lộng lẫy giả dạng, nguyên nhân căn bản không phải đi nghiền áp những cái đó nữ nhân hảo sao, mà là vì ở chỗ này tạo uy tín hảo sao. Tổng tài đã phân phó qua, thiếu nãi nãi ngài là muốn tham quan một chút vườn trường, vẫn là trước xử lý nhập học thủ tục. Nhà trẻ viên trường dẫn đầu tiến lên một bước, cung kính mở miệng dò hỏi. Cố Hề Hề một trận nội thương, trước xử lý nhập học thủ tục đi, tham quan gì đó, tổng tài phân phó. Từ hôm nay trở đi, ngài chính là năm cái trường học lý sự trưởng. Đại học hiệu trưởng phi thường cung kính đối Cố Hề Hề hành lễ nói, ngài văn phòng đã đều chuẩn bị tốt. Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn hắn, cái gì, chuyện này, như thế nào không ai nói cho nàng. Trợ lý Tiểu Vương tiến lên một bước, ở Cố Hề Hề bên tai thấp giọng nói, Đoản gia trực thuộc năm cái trường học lý sự trưởng đều là từ lịch đại tổng tài phu nhân kiêm nhiệm. Cố Hề Hề ngẩn ra, khi trước kia lý sự trưởng là mẹ, hiện tại Tưởng Tuyết cùng Đoản Hạo đã ký tên ly hôn, lý luận thượng, nàng xác thật là đời sau lý sự trưởng người được chọn. Cố Hề Hề nội tâm lại lần nữa rơi lệ thành hà, chính mình tưởng phủ nhận chính mình thân phận đều phủ nhận không được. Cố Hề Hề thanh thanh giọng nói nói, hảo, kia đi trước văn phòng, Tiểu Vương, ngươi mang theo bọn nhỏ đi trước làm thủ tục. Một đoàn người ngựa thượng nhường ra con đường, làm Cố Hề Hề đi ở phía trước. Năm cái hiệu trưởng tất cung tất kính đi theo phía sau, tùy thời làm giới thiệu. Cố Hề Hề vừa đi một bên gật đầu tán thưởng không thôi, này quả nhiên là Đoản gia dòng chính quý tộc trường học a.
xác thật không phải bên ngoài những cái đó tiểu quý tộc trường học có thể đánh đồng, nơi này phần cứng phương tiện quả thực là thế giới đỉnh cấp tồn tại. Lý sự trưởng, toàn bộ vườn trường chiếm địa 380 hecta, không tính phụ thuộc thổ địa không chứa trại nuôi ngựa, mặt cỏ, hồ nhân tạo, không chứa golf, câu lạc bộ chờ nguyên bộ nơi. Toàn bộ vườn trường tổng cộng phân chia 5 cái khu vực, trong đó đại học khu vực là lớn nhất, tiếp theo là cao trung, trung học, tiểu học cùng nhà trẻ. Mỗi cái viên khu đều có một cái đơn độc cửa ra vào, vừa rồi ngài tới cái này cửa ra vào là chuyên chúc với nhà trẻ cửa ra vào. Đại học hiệu trưởng ở bên cạnh làm giải thích, Cố Hề Hề gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Này 5 cái trường học tựa như một cái sao 5 cánh, trung tâm dựa sát ở bên nhau, nhưng là lại có chính mình từng người môn hộ, có cộng đồng sử dụng khu vực, cũng có phần đừng sử dụng khu vực, như vậy an toàn tính được đến bảo đảm, ở một chút sự tình linh hoạt chạy máy thượng cũng có thể đủ được đến bảo đảm. Thánh địa Á học viện quý tộc, là chuyên chúc với tập đoàn tài chính Doãn thị dòng chính bồi dưỡng học viện, trước mắt mở ra chiêu sinh điều kiện chi nhất là trong ngoài nước quý tộc, chỉ có được quý tộc huyết thống mới có thể nhập học. Đại học hiệu trưởng tiếp tục giới thiệu nói, hai vị thiếu gia phía trước liền đọc nhà trẻ, tuy rằng cũng là được xưng học viện quý tộc, bên kia chỉ cần thỏa mãn tài sản quá ngàn vạn điều kiện, liền đều có thể nhập học, mà nơi này là không thể, huyết thống là phi thường quan trọng. Cố Hề Hề ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đại học viện khu hiệu trưởng, đối phương thừa nhận rồi Cố Hề Hề tầm mắt, tiếp tục nói, Cố Miểu tuy rằng cũng không phải Doãn gia huyết mạch, Phỉ Ngươi gia tộc như cũ là quý tộc, cho nên Cố Miểu là có tư cách nhập học, ngươi biết đến nhưng thật ra không ít. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nở nụ cười, ý cười không đạt đáy mắt, ngươi là như thế nào biết Cố Miểu là Phỉ Ngươi gia tộc huyết mạch truyền thừa? Hồi lý sự trưởng nói, tại hạ ở Anh quốc lưu học thời điểm, cũng đã biết, toàn thế giới chỉ có Phỉ Ngươi gia tộc huyết mạch, mới có thể có được khỏe mạnh mắt đỏ, huống hồ. Phỉ Ngươi bá tước đã công khai tuyên bố chính mình có người thừa kế, đại học viện khu hiệu trưởng không kiêu ngạo không xiểm định trả lời nói, Cố Hề Hề đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, Phỉ Ngươi bá tước người này, thế nhưng đã tuyên bố có người thừa kế, tưởng chơi rút củi dưới đáy nồi, hừ, tiếp tục nói, Cố Hề Hề tiếp tục đi phía trước đi, mặt sau đại bộ đội quy quy củ củ đi theo, 5 cái viện khu đều là chọn dùng mới nhất lý niệm dạy học phương thức, tổng hợp phát triển, đặc biệt huấn luyện. Người thừa kế nhóm sẽ đơn độc an bài ở một cái phòng học học tập, chuyên môn học tập quản lý gia nghiệp, mặt khác phi người thừa kế nhóm sẽ đơn độc an bài một cái phòng học học tập như thế nào quản lý xí nghiệp, hơn nữa còn sẽ căn cứ mỗi người yêu thích, cung cấp tương ứng phụ đạo cùng chỉ đạo, hiệu trưởng tiếp tục giải thích, Cố Hề Hề gật gật đầu, cái này an bài xác thật không tồi, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, thân là người thừa kế nhóm, xác thật không cần thiết tinh thông một ít không có tác dụng gì tri thức tỉ như cao đẳng vật lý, cao đẳng toán học, bọn họ càng cần nửa tinh thông như thế nào quản lý gia tộc, quản lý gia nghiệp, quản lý công ty viên chức, yêu cầu tinh thông tài vụ, thu nhập từ thuế từ phương diện tế hóa tri thức, thân là quý tộc, còn muốn học tập đấu kiếm, golf, phẩm rượu từ có thể dung nhập thượng tầng xã hội tri thức, thân là quý tộc thiếu nữ, liền phải học tập trà nghệ, cắm hoa, hội họa từ bày ra tự thân mị lực tri thức, trường học như vậy an bài, xác thật là phi thường hữu hiệu hơn nữa hữu dụng. Tới rồi văn phòng, Cố Hề Hề mới phát hiện chính mình văn phòng quả thực là rộng lớn đại khí đến bạo a, suốt một tầng đều là chính mình, có văn phòng, phòng họp, phòng khách, phòng nghỉ, giải trí thất. Lý sự trưởng, về 5 cái viện khu tổng thể báo cáo, đều đã cho ngài chuẩn bị tốt. Trường cao đẳng hiệu trưởng tiến lên một bước, đem trong tay một chồng báo cáo cung kính đưa tới, xin hỏi ngài hiện tại muốn xem sao, trước phóng trên bàn, Cố Hề Hề gật đầu nói, tiền nhiệm lý sự trưởng không ở thời điểm, các ngươi đều là như thế nào vận tác, Doãn phu nhân tưởng thuyết đã từng ở Nam Mỹ suốt 6 năm, lúc này là như thế nào lại đây, hồi lý sự trưởng nói, ở tiền nhiệm lý sự trưởng kế nhiệm trong lúc, có không có phương tiện thời điểm, đều là từ tổng tài đại lao. Trường cao đẳng hiệu trưởng phi thường cấp lực đem tổng tài đại nhân cấp bán đứng, Ngô, kia sắp tới vẫn là làm hắn đại lao đi, Cố Hề Hề phi thường vui sướng quyết định cái này mệnh lệnh, ta gần nhất rất bận, mấy cái hiệu trưởng ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không dám nói cái không từ, bên kia Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu chính thức làm tốt nhập học thủ tục, vui vui vẻ vẻ vào nhà trẻ học khu A Bang, có thể ở chỗ này đọc sách, chân chân đều là đại phú đại quý quý tộc lúc sau. Bởi vậy cứ việc Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu là sinh gương mặt,
bọn họ vẫn là phi thường có quý tộc tu dưỡng. Cùng hai người gật đầu chào hỏi, Đoản Ngự Hàm cùng Cố Miểu lúc này mới vừa lòng cười, rốt cuộc thoát khỏi rớt đám kia hoa si. Đáng tiếc a đáng tiếc, Đoản Ngự Hàm cùng Cố Miểu không cao hứng mấy ngày, liền phát hiện bọn họ tu y ăn tu symbol. Anh, nguyên lai ngay từ đầu bọn họ rụt rè là bởi vì không xác định Đoản Ngự Hàm cùng Cố Miểu thân phận. Chờ bọn họ cũng đều biết Đoản Ngự Hàm cùng Cố Miểu là tập đoàn tài chính Đoản thị người thừa kế, lại là học viện lý sự trưởng nhi tử lúc sau, một đợt càn cụ cách điệu người theo đuổi ở trên đường đột kích. Này đàn người theo đuổi nhóm, đương nhiên sẽ không theo những cái đó nhà giàu mới nổi bọn nhỏ như vậy, không quan tâm dơ lễ vật truy ở mông mặt sau. Nhưng là bọn họ sẽ không ngừng mời Đoản Ngự Hàm cùng Cố Miểu tham gia các loại yến hội, thật là làm người phiền không thắng phiền a. Hơn nữa tham dự yến hội là mỗi cái quý tộc đều bắt buộc chương trình học, bởi vậy Đoản Ngự Hàm cùng Cố Miểu liền ở tham gia các loại yến hội trên đường, cực kỳ tàn ác tiến hành rồi rất nhiều năm. Thu phục hai đứa nhỏ chuyển trường công việc lúc sau, Cố Hề Hề bị bắt hiểu biết Thánh Địa Á học viện quý tộc đại thể tình huống, liền mang theo trợ lý Tiểu Vương tìm lấy cớ chạy trốn trở về. Hiện tại Cố Hề Hề có điểm lý giải Đoản Tư Thần, trưởng quản lớn như vậy gia nghiệp, thật là không dễ dàng a. Liền ở Cố Hề Hề thoát đi Thánh Địa Á học viện quý tộc thời điểm, Đoản Tư Dược điện thoại đánh lại đây, trợ lý Tiểu Vương đem điện thoại đưa cho Cố Hề Hề. Cố Hề Hề nhìn xem dãy số chuyển được điện thoại, đại tổ, anh tưởng hảo hảo cảm ơn ngươi, chúng ta ở Ngự Thiện phòng định rồi cái phòng, tuy rằng không phải cỡ nào đáng giá, lại là chúng ta huynh muội một chút tâm ý, Đoản Tư Dược ở trong điện thoại nói.